chào mọi người đến với chuyện mình mà mình là Frankie Chip. Thì dạo này mình làm video khá ít, mình xin lỗi các bạn nhé. Hôm nay mình xuống giới thiệu các bạn là một cái mặt rap phiên bản mới, đó là 1.2.3. thì mình là dùng iOS nên là mình nếu mình tải cái này mình cần có ID, mà ID mình là khi có thể cái thẻ ATM của mẹ mình cho tải nên mình đã mượn của hai bạn. Thì đó, các bạn thấy giờ đó, nó cũng của hai bạn này ấy đó. Thì hai bạn này bạn một bạn tên là Dũng Việt, một bạn tên là Ender Vinh, các bạn cũng đã thấy rồi. Thì hai nó đấy, một bạn, hai bạn đều cho mình cái ID ID để tải 1.2 trên iOS, mà 1.2 đây nó không có chữ Pocket Edition đây nữa mà nó chỉ là Minecraft. Ok, và nhìn tung cảnh xung quanh khá đẹp skin này. Ok, mình có chơi cũ nha. Ok, bây giờ đây nhìn rất đẹp luôn đó. Nó bị nó chuyển ba cái là Save Friends và World. Ok, bây giờ mình tạo thế giới mới là xem sự khác biệt gì với 1.2 em. Ok, thì các bạn nào muốn lấy cái đi thì mình các bạn cứ đến Facebook và xin bạn là Dũng Việt và bạn Ender Vinh. Ok, nào thì cái phần để tạo con nó khá là khác, gần như là khác hẳn một cái nữa. Có chữ Minecraft đây, Minecraft nguyên vẹn luôn, không có chữ Pocket Edition này nữa, gần như là nó like rất giống PC rồi. Đây dòng chữ gì đây ấy. Thì mình nghe nói là ở phiên bản 1.2 này nó có thêm một con vịt. Đây, ấy đây là mình. Thì ok, mình chỉ có nhìn á. Ở mọi các bạn nhìn nha, nó có How to Play nè. Nhưng mà nó đỡ lag hơn nhiều. Mấy phiên bản trước là mình ấn vô này xong mình đợi mãi mình mới quốc được như này. Đây là bác ấn được luôn. Đó, ok, thì bây giờ mình ngủ vào đây. Wow, what the fuck, nó rất là khác biệt luôn. Có tìm nè, tìm kiếm nè, ôi rất nhiều kính này các bạn. Thì phiên bản 1.2.3 ở trên iOS ra khá là lâu rồi, mà bây giờ mình mới thể tải được, mà mình quay bên mình có thời gian mình quay các bạn xem. Trên iOS nha, các bạn muốn link nhớ sang Facebook của bạn Dũng Việt và NV thì có gì mình sẽ để link dưới phần mô tả video này. Đâu nhà Việt, Việt đây. Đây Việt, hình như mới biết món này là con mới, còn biết con nào nữa. À cái này nữa, cái này để đồ nè. Đầu của Steve. Rất nhiều thứ luôn. Ô có pháo hoa nữa nè. Uầy, sướng chưa? Khiếp. White, blue đi. Red nữa. Rồi. Black. Đây là panel, wow. Thế chưa phải hoa chưa sao được trời. Ok, mình thử nha. Đấy, nó có dấu hỏi là ra mấy cái này nè bạn. Rồi. Bây giờ ông Việt, bạn phải muốn lấy ông Việt đó thì các bạn phải lấy giống để cho nó ăn. Đấy, nó là giống này này. Rồi sao? Đâu nhờ? Bíp. Đây. Có gì mình thử con hai trước. Wow, đấy, bạn thấy rồi, đẹp chưa? Đẹp vãi luôn. Đây là màu trắng nè, bùm, ở gì màu xanh không biết không? Con hoa. Đồ đẹp. Đây là con vịt. Thì con vịt này các bạn có thể cho nó ăn và phục nó. Đấy, xem xếp được phát xong về sao đúng được chứ. Ngồi nhìn hài ấy. Đấy nhá. Nhá. Ủa. À phải cho nó đứng vậy. The fuck. Thank you.
tên. Rồi. Nhìn đây, bùm láo, còn con cực kỳ đi luôn. Ghê, ghê, ghê. Đây đi là ghê. Mà phải là. Thì nếu các bạn thích video mình cho mình một like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye. Nhớ là muốn lấy đi. Rồi, tải 1.2.3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 .
rồi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.